rồi, Giờ Tấn Phát xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỷ Lệ May Mắn. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại diễn viên Lê Lộc và diễn viên Hoàng Phi nhé. Xin mời. Anh bị trễ một nhịp. Tưởng sáng chủ nhật bị quýnh rồi. Có, anh trễ một nhịp. Em thấy luôn hả? Thấy chứ, em lẹ lắm, mấy cái này em lẹ lắm. Nhưng mà như vậy mà em đã dễ thương rồi, chứ em mà bình thường còn dễ thương nữa. Không, tuyệt vời, quá duyên dáng rồi. Thật sự là cái bộ ba của mình nó kiểu như là quá hiểu ý nhau, là dạ, ăn chơi với nhau. Ngoài là khán giả yêu thích ra thì nghe nói đâu là ban lãnh đạo cũng rất là yêu thích chúng ta, cho nên là ngày hôm nay là ban lãnh đạo đã đích thân xuống đây để mà theo dõi chúng ta quay hình luôn đó. Thường thường em đi học á, lại như cái lớp đó yếu lắm, này lớp nó cá biệt lắm, người ta mới xuống dự giờ á. Em tích cực lạc quan lên. Sao mình là sâu điểm á? À, kiểu như là vô đó. Hết hồn. Mỗi lần thấy cửa mở tim tôi lại thọc. Bây giờ kể cả có ai vô dự giờ thì tụi mình cũng sẽ làm việc như bình thường. Đúng rồi. À, làm vui hơn bình thường nữa. Đúng rồi. Vui hơn bình thường. Không, kiểu em cái nết em nó sân si sao á. Ví dụ như là người ta đông đông, khán giả đông là em càng sung hơn bình thường nữa. À, ngày hôm nay là kiểu như là có lãnh đạo xuống. À, em kiểu em sẽ cố gắng em thể hiện để dạ, sau này còn sâu sao nữa chứ. Đúng rồi. Sau này tôi sẽ ráng giữ tiền cho tổng công ty. Ok, dạ, chỗ kiếm cơm thôi nào. Mời anh chị vào vị trí nhé. Anh chị nào không có chị nha. Mời chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội chơi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi đến quý vị khán giả, anh Tấn Phát, chị Lê Lộc và anh Hoàng Phi. Em tên là Bùi Uyên và em đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ. Wow. Mình học chuyên ngành gì em? Dạ, em học quan hệ quốc tế. Ngon lành nè. À, vậy là anh ơi, đúng rồi, vậy nhờ có gì nhờ bạn này nói chuyện với lãnh đạo mình giùm anh. Đi đối ngoại. Đi ngoại giao giùm. Ngại nói luôn á. Đồng đội sao ngại nói chuyện luôn á. Rồi, còn đồng đội của mình. À, dạ, em tên là Xuân Hương, hiện tại là em là sinh viên khoa sư phạm âm nhạc trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Và dòng nhạc em đang hướng tới đó là dạ, gì? Dạ, em đang hướng tới là ballad và bop ạ. Sẵn đây thì tụi anh có cái nết hay xinh lắm. Ai có năng khiếu gì là cũng xinh luôn. Dạ. À, không biết là mình gửi tặng quý vị khán giả một vài câu hát được không? À, dạ, em xin gửi tặng đến các anh chị và cũng như các khán giả đang xem chương trình đoạn ngắn chút xíu. Okay. Em xin hát bài Mặt Trời Của Em. Mặt dạ, trời của em. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Wow, hay quá. Nhạc diện hát có khác. Dạ. Rồi, đội của mình lấy tên là gì ha? Đội của em lấy tên là Thắng Chắc. Xin chúc cho đội Thắng Chắc giống như cái tên của mình đặt ha. Ngày hôm nay tới đây chắc chắn sẽ thắng. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ là đội chơi tiếp theo, xin mời. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Tấn Phát, chị Lê Lộc, anh Hoàng Phi cùng với tất cả các bạn đang xem đài. À, em tên là Hương Sala, hiện tại em đang làm học diễn viên và đang làm người sáng tạo nội dung số ạ. À, Hương Sala. Dạ, Hương Sala. Tại sao mình có cái tên gọi đó em? Nhà em ở khu Sala hả? Dạ, thì thật sự là cái khu Sala đó thì đẻ sau em. Đẻ sau à? Dạ. Là cái biệt danh đó là có trước luôn. Dạ đúng rồi, biệt danh này là có lúc em đẻ rồi ạ. Được rồi, còn em? Dạ, lời nói đầu tiên là em xin kính chào quý vị khán giả xem đài. Dạ, em xin chào anh Hoàng Phi, chị Lê Lộc và anh Tấn Phát ạ. Chào em. Dạ, em tên là Quốc Lợi, mọi người có thể gọi em là Tô Phu. Em đang học diễn viên và là người mẫu ảnh ạ. Tofu là đậu hũ á đúng không em? Dạ. À, tại sao có cái tên nghe nó nghe thèm tàu phớ quá vậy? Dạ. Do em trong sáng với cái ngoại hình của em nó cũng trắng như cái miếng đậu hũ à. Nên mới đặt tên là Tofu. Muốn nhét xả vô chim rồi đó. Tuyệt vời. Không biết đội của mình lấy tên là gì ha? Dạ. Em thấy đội bên kia là đội Chắc Thắng.
thì bên em sẽ lấy tên là đội chắc gì thắng. Là mình đang nói tình trạng của đội mình luôn hả? Chắc gì thắng hay là sao? Em muốn gửi lời đe dọa. Trời ơi, đe dọa đến đội bên kia. Chắc gì thắng. Dạ đúng rồi. Rồi xin chúc cho đội chắc gì thắng ngày hôm nay các bạn sẽ chắc gì thắng. Mời các bạn về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên của tỷ lệ may mắn. Con vật nào là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam? A. Sói Waffle và B. Thỏ bảy màu. Theo em nhớ thì lúc mà em biết đến hoạt hình thì em coi Thỏ bảy màu. Thỏ bảy màu. Dạ, cho nên là em chọn thỏ luôn ạ. Ok, rồi còn em thì sao? Theo em thì em nghĩ là sói Waffle. Tại sao? Ngày xưa thì nó sẽ cần gì đơn giản hơn. Mà con sói em nghĩ sẽ đơn giản hơn để đẩy lên điện ảnh thì hợp lý hơn. Theo em nghĩ vậy. Ok, đó là quan điểm của các bạn. Rồi, đội chắc thắng thì sao? Theo em biết á, lúc trước thì mọi người sẽ nghiêng về những cái nhân vật mà phản diện nhiều hơn. Dạ, nên là em đang nghĩ là câu A, sói Waffle. Em lại có ý kiến khác đồng đội của mình. Vì em coi hoạt hình Việt Nam từ những cái bóng mát tâm hồn thì những cái lúc đó chỉ là những cái bức hình lật qua thôi. Tới cái lúc mà có thể cử động được thì em nghĩ là thỏ bảy màu. Ok. Và cái trend đó thì nó cũng khá nổi với giới trẻ. Lê Lộc và anh Phi thì sao? Thực ra thì Phi nghiêng về đáp án B. Bởi vì cái tên Phi nghĩ là nếu mà bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về phim hoạt hình thì sẽ là một nhân vật nào đó tên thật là thuần Việt. Tại vì lúc Phi biết Thỏ bảy màu là nó từ truyện tranh, sau đó nó phát triển thành phim hoạt hình YouTube, và cái đối tượng dành cho Thỏ bảy màu không phải là trẻ em mà nó lại dành cho rất nhiều đối tượng, và những cái câu chuyện nó rất đa dạng và phong phú. Mình không hình dung được là khi lên bản điện ảnh nó sẽ nói gì về con thỏ này đây, bởi vì những cái câu chuyện bình thường mình đọc những cái câu chuyện cười của nó rất là rời rạc, và mình nghiêng về Thỏ bảy màu nhiều hơn là sói Waffle. Mình sẽ dành cho Thỏ bảy màu 85%. Lê Lộc thì sao? Hai nhân vật này là trong hai bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Nhưng trong đó Lê Lộc ấn tượng nhất là sói Waffle. Nhân vật ở trong bộ phim sói Waffle và Lucy rất là nổi tiếng, không biết các bạn có xem không? Cái nhân vật này giúp cho bộ phim này thu hút rất là nhiều lượt xem trên kênh YouTube. Riêng bộ phim này thôi đã thu hút về nó 2 tỷ lượt xem. Và cái bộ phim này nổi tiếng không chỉ trong nước và còn ở ngoài nước nữa. Chắc chắn nhân vật này sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng. Lê Lộc nghĩ là như vậy. Lê Lộc chọn sói Waffle ạ. Bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ 90%. 90% và 85%. Dạ, những tỷ lệ cũng sát sao nhau. Và hy vọng là các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Thật ra thì Phi nghiêng về đáp án B. Bởi vì cái tên, Phi nghĩ là nếu mà bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về phim hoạt hình thì sẽ là một nhân vật nào đó tên thật là thuần Việt. Và cái bộ phim này nổi tiếng không chỉ trong nước và còn ở ngoài nước nữa. Thì chắc chắn nhân vật này sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng. Lê Lộc nghĩ là như vậy. Lê Lộc chọn sói Waffle ạ. Đội chắc thắng đã chọn đáp án B, đó chính là thỏ bảy màu. Và đội chắc gì thắng đã chọn đáp án A, đó chính là sói Waffle. Và bây giờ xin mời kết quả của chúng tôi. Và nhân vật này sẽ được xuất hiện trên màn hình của tỷ lệ may mắn. Xin mời các bạn hướng mắt về màn hình nhé. Em có tri đó nhưng mà cũng hơi vô tri. Và như vậy đáp án A, So Waffle đã mang về 2 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên dành cho đội chắc gì thắng. Wow. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Yeah. Kể cái rõ là diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Và các bạn hãy lưu ý là ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là phong phú. Vậy nên sẽ có rất nhiều những dị bản, những bản chép khác nhau. Và chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Điên tư con thiếu vào chỗ trống. Bà chấm, đây anh nói anh thương. Đến khi vắng mặt, vấn vương nơi nào? A là gần, B là giờ,
C là còn. Thanh ngữ tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn Học năm 2022. Đây có phải là thế mạnh của các bạn không? Dạ... Không. Thế mạnh là ừ liền rồi. Không, em nghĩ mấy cái câu hỏi này thì sự có tri của em thì cũng... À hả? Đâu em đang nghiêng về đáp án nào? Theo em thì... Giờ đây anh nói anh thương, đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào? Kiểu như là chất vấn mặt đối mặt luôn. Còn bạn thì sao? Dạ, em nghĩ là em đã từng nghe câu này khi em còn đang học lớp 12. Đó là... Và em cũng giỏi văn nữa. Em nghĩ là câu B. B. Là giờ đây anh nói anh thương, đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào? Chốt đơn liền đi, khỏi cần nghe hai con người kia nói trong mình phải lung lay đó. Các bạn thì sao? Em nghĩ là nếu mà còn á, thì nghe nó mạnh mẽ hơn. Như là còn đây á, thì anh nói hay lắm. Nhưng mà không có em ở đây thì anh nói khác đó. Nên là em nghĩ là câu C. Ừ, em đồng ý không? Em thì đang phân vân câu A. Là gần đây anh nói anh thương, đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào. Em nghe nó hợp lý. Em là sử dụng thì quá khứ đơn. Dạ. Rồi, Lê Lộc ơi, anh Phi ơi, sao Lộc đã có đáp án mà mình yêu thích chưa? Dạ, thật ra thì nghe đội chắc thắng á thì Lê Lộc cũng có đồng quan điểm là gần và còn. Thắng chắc em. À, đội thắng chắc, chắc à? Dạ. Ta thắng là chắc lắm. Nhưng mà tuy nhiên là Lê Lộc cảm giác gần và còn nó là một cái từ chỉ không gian thôi, còn với cái từ giờ á nó là một cái từ bao gồm cả không gian và thời gian. À, nó có nhiều ý nghĩa hơn nên Lê Lộc cảm nhận được là đặt cái từ giờ vào đây nó sẽ nói một cách là chi tiết cụ thể và bao quát hơn. Nó không chỉ nói riêng là anh ở gần tôi mới nói, mà anh ở xa tôi anh cũng có thể nói, hay là giờ phút nào anh cũng có thể nói được. Nên Lê Lộc cảm giác được là chữ giờ nó hợp lý hơn. Còn không biết anh Phi thì sao ạ? Tôi thì đơn giản hơn, tôi nghiêng về đáp án C. Vắng có nghĩa là mất. Mất nó phải tương xứng, nó phải đối xứng với còn. Có còn thì mới mất được. Ngoài ra còn gần ngay giờ gì đó thì anh nghĩ là nó không rõ ràng trong cái mặt ý của này. Còn đây anh nói anh thương, tới khi vắng mặt. À, hai cái đó nó tương phản với nhau rất rõ ràng. Phi nghĩ là C, 90%. Lê Lộc thì nhiêu? Em thích giờ, 90% ạ. Tôi 85. Sao anh giờ? Đáng lẽ mình là phải tăng luôn chứ sao mình là giảm đi. Thế mỗi lần mà em... Người ta giảm lại tôi tăng liền. Em giảm đi Lộc. Em giảm 80. 90. Wow, tuyệt vời. Đúng là thị trường linh hoạt đó. Mình thấy tin tưởng ai hơn. Chứ anh thấy câu nào nó cũng hợp lý hết trơn á. Dạ, em cũng đắn đo giữa câu B với câu C. Sau khi nghe anh chị phân tích thì em thấy anh Phi hợp lý, cho nên em chọn chị Lộc. Thị trường bên đây còn biến động hơn. Rồi, bây giờ sẽ là 10 giây cho các bạn đưa ra đáp án. Xin mời. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Với cái từ giờ á, nó là một cái từ bao gồm cả không gian và thời gian. Nó không chỉ nói riêng là anh ở gần tôi mới nói, mà anh ở xa tôi anh cũng có thể nói, hay là anh nói giờ phút nào anh cũng có thể nói được. Còn đây anh nói anh thương, tới khi vắng mặt. À, hai cái đó nó tương phản với nhau rất rõ ràng. Phi nghĩ là C. Đội thắng chắc đã chọn đáp án C là còn. Đội chắc gì thắng đã chọn đáp án B, đó chính là giờ. Và để xem đâu là đáp án chính xác và mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho hai đội. Xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sở phúc giải lao. Xin mời. Chào, và tôi phải đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi về ca dao tục ngữ như sau: điện tử con thiếu vào chỗ trống, bà chấm đây anh nói anh thương, đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào. Đội thắng chắc đã chọn ăn C, đó chính là còn. Và đội chắc gì thắng đã chọn đã ăn B, đó chính là giờ. Và để xem đáp án nào sẽ là chính xác, xin mời kết quả. Vẫn tin chị Lộc. Nhìn thẳng vô cái ống đó. Em không tin anh Phi đâu. Và đáp án chính xác đó là...
Và đáp án B đã mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội Chắc Di Thắng. Và sau qua 2 câu hỏi thì Chắc Di Thắng đang có 6 triệu đồng. Và đội Thắng Chắc, cái thắng của mình nó chắc thiệt. Các bạn vẫn chưa có tiền cho tài khoản ạ. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Kể cái rồi, diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Wow, ở đây có tới 3 cô nữ mà có một anh nam thôi. Vậy nên câu này sẽ làm khó dễ cho các bạn nhiều đây. Một câu hỏi về thể thao. World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở mấy châu lục? A. 2 châu lục, B. 3 châu lục, C. 4 châu lục và D. là 5 châu lục. Thường thông tin thể thao thì các bạn có quan tâm không? Không. Em cũng ham coi bóng đá. Thì em cũng đang phân vân giữa 2 đáp án. Đó là? Là đáp án D và đáp án B. Mình có cái dữ kiện hay là thông tin nào không mà mình lại nghi ngờ 2 đáp án này? Không. Rồi, mình có quyền mà. Mình cứ nghi vấn ở đâu thì mình cứ để đó đi. Lát mình nhờ sự trợ giúp đến từ 2 cố vấn nữa. Wow, bàn bên đây ít tiền mà nhiều rác quá. Bắt pháo hoa sớm quá đó anh. Rồi, mình nghi ngờ đáp án nào? Em nghĩ nếu mà tổ chức World Cup ở nhiều châu lục như vậy thì rất là tốn. Tốn chứ em bay qua bay lại rồi vợ đông viên ta mệt, ta làm biến đá, ta cập ta về luôn. Dạ, nên em có suy nghĩ là chỉ 2 và 3 châu lục thôi. Chỉ 2 và 3. Để coi bên kia. Nào, anh Phi. Nam thần bóng đá. Đúng rồi, em phải chờ anh nói luôn á. Thật ra thì cái việc tổ chức ở 2-3 châu lục gì đó cũng rất là đặc biệt. Tại vì trước giờ World Cup chỉ tổ chức ở một quốc gia thôi. Và họ sẽ chọn một cái quốc gia nào đó có tiềm lực tài chính và kinh tế rất mạnh để có thể tổ chức cái sự kiện bóng đá này. Nhưng thời gian gần đây họ lại bắt đầu có một cái sự kết nối với nhau theo những cái ý kiến của quốc tế, đó là cái sự hòa hợp của các quốc gia trên thế giới. Phi nghĩ là cái đó nó cũng phù hợp, bởi vì cái nguồn lợi đến từ cái World Cup này nó rất lớn, về du lịch, về tài chính, về khuếch trương thương hiệu quốc gia, tất cả mọi thứ đều có lợi. Và cái nguồn lợi đó nếu mà nằm chung trong một nước thì nó sẽ quá nhiều, có thể người ta sẽ không tải hết. Cho nên cái việc kết hợp từ 2 quốc gia là một cái điều đúng đắn và nó đang mang tới hiệu quả nhất định. Như Phi biết thì vào năm 2026 sẽ tổ chức tại 3 quốc gia, Mexico nè, Mỹ và Canada. Thì có nghĩa là nó trải dài trong cái châu lục châu Mỹ luôn. Thực ra châu Mỹ nó cũng rất rộng. Nếu nói không hoa thì có thể nói là ở cái vị trí địa lý đó tương tự với 2 châu lục chứ không phải là 1 châu lục nữa. Thì Phi nghĩ là nó đang là một cái bài test. Và tới năm 2030 sẽ là 3 châu lục, châu Phi, châu Á và châu Âu sẽ là một cái cụm gần gần đó để một cái bài test nó hiệu quả nhất có thể. Phi nghĩ là số 3 là số hợp lý. Anh nói vậy tội nghiệp bé em nó nói gì nữa giờ. Vì World Cup sắp tới sẽ tổ chức ở 3 quốc gia và để thể hiện cái sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ hơn, thì em được biết là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco. Thì 3 quốc gia đó, ngay lúc đầu em đọc câu hỏi em đang đinh ninh là mình sẽ chọn đáp án B liền á, là 3 châu lục liền á, tại vì nó quá rõ ràng rồi. Nhưng khi mà em ngồi em suy ngẫm lại thì em mém bị lầm, có nghĩa là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là một châu lục châu Âu, còn Morocco là châu Phi. Nên thành ra từ đáp án B mà Lê Lộc đang có chiều hướng sang đáp án A là 2 châu lục. Giờ thêm tỷ lệ nữa đi là tụi tôi tin liền luôn á. 85% cho đáp án A. Anh Phi à? Phi sẽ dành cho 3 châu lục 90% và 4 châu lục là 85. Rồi, bây giờ nghe sự phân tích của anh Phi Lệ Lộc, mình có sàng lọc ra được đáp án nào chưa? Dạ, câu đáp án D của em là câu quăng mìn cho bên kia chọn. Người bên kia không dính bẫy. Quăng dữ chưa chọn. Dễ sợ luôn á. Thấy người ta ăn gái cái quăng dạ, cái mìn. Dạ, em nghĩ là em đã có đáp án trong đầu rồi. Rõ rồi ha. Của em thôi. Rồi, bây giờ sẽ là 10 giây dành cho các bạn. Xin mời. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của 2 đội. Và tới năm 2030 sẽ là 3 châu lục. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là châu Âu,
còn Morocco là châu Phi, nên thành ra là hai châu lục. Đội chắc gì thắng để chờ đáp án A là hai châu lục, và đội thắng chắc để chờ đáp án B đó chính là ba châu lục. Và để xem liệu kiến thức của nam nhân duy nhất trong chương trình sẽ chiến thắng hai cô gái hay không. Xin mời kết quả của chúng tôi. Chị tin em đi. Mày đặt quăng mềm quá cho đội kia. Vậy ông đặt là... lưng ông vậy em ơi. Cuối cùng mình ăn rồi. Cho hết hai trái mềm. Đáp án B, ba châu lục là đáp án chính xác, và mang về 8 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội thắng chắc. Và sau qua 3 câu hỏi thì đội thắng chắc đã có 8 triệu đồng. Chắc gì thắng đang có 6 triệu đồng. Người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Em ơi, kẻ gây rối chứ không phải kẻ điên. Làm cái nét gì vậy? Giống anh Phi. Phi hay nào vậy nè? Làm đâu anh kiểu như chơi tay vậy. Còn mấy Lộc dơ giống như kiểu nhạc trưởng gì. Hát đi, hát đi. 2030 sẽ diễn ra ở 3 châu lục, gồm là Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi, với 6 quốc gia, trong đó Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc là đồng đăng cai. Là 3 quốc gia đó là đồng đăng cai nha em, chứ không phải là diễn ra tại 3 quốc gia đó. Đúng rồi, em nói đăng cai. Ủa, em? Em nói đăng cai. Thôi, hồi nãy em có nói như vậy. Thôi, anh nghe lộn rồi. Em thôi, nói gì nữa, anh pháo rồi. Đội bên kia, em vẫn tin chị Lộc mà. Rồi. Mà em tin nhầm đồng đội em thôi. Rồi, rút kinh nghiệm nha. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi tiếp theo. Trong khuôn khổ chương trình lễ hội Thác Bản Dốc 2023, tỉnh Cao Bằng đã xác lập kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn nghệ thuật nào? A. Múa chầu. B. Hát báo dung. C. Múa khèn. D. Hát then đàn tính. Và E là hát giá hài. Các bạn... À không, chắc không biết đâu. Không, có chi, có chi. Em sẽ thiên về câu A với câu C. Tại sao? Tại hai cái đó em nghe rồi, còn mấy kim chưa có nghe tới. Rồi em thì sao? Theo em á nha, tại em cũng coi TV. Em thấy câu A, múa chầu thì em từng nghe rồi. Với cái câu E nữa. Nên em nghĩ là trong hai đáp án đó. Bên đây thì sao? Em đang nghiêng về phương án C, là múa khèn. Tại sao? Tại vì em nghĩ là cái múa khèn này đôi khi mọi người đã thấy rất là nhiều trên truyền hình rồi, hoặc là trên những cái video trên mạng á. Thì cái đây là một cái trình diễn nghệ thuật rất là nổi tiếng ở Tây Bắc. Thì em nghĩ là múa khèn sẽ được xác nhập kỷ lục Việt Nam. Ok, rồi, bây giờ nhờ sự tư vấn trợ giúp đi. Vì chọn nào, có loại được bất cái nào không? Thực ra anh chọn múa chầu và múa khèn. Thì anh nghĩ là cái múa chầu nó phù hợp để có thể diễn đông, đông thiệt đông. À, anh nghĩ cái đó. Và thứ hai là cái múa khèn, cái đáp án C. Đây là một loại hình cực kỳ thú vị mà ai cũng có thể theo dõi được. Khèn là cái nhạc cụ dân tộc hình chữ L. Mọi người vừa thổi, vừa nhảy. Cái bạn nam múa cái cây khèn đó thì còn có cái bạn nữ nữa. Thì thường bạn nữ sẽ cầm một cái cây tre dài được khắc ở giữa, tạo thành cái khe và nhét những cái đồng tiền vô và cầm lắc 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 lắc. Nó gọi là, họ gọi là cây sinh tiền. Thì cái khèn và cái cây đó nó sẽ diễn chung với nhau và dành cho những bạn trai gái đang tán tỉnh nhau. Anh đó sẽ tới cầm cái khèn thổi kế bên, và nếu mà bạn đó cảm thấy đồng ý sẽ nhảy cùng với chàng trai đó. Nó còn một cái giá trị kết nối theo kiểu đó nữa. Anh nghĩ nó hội đủ các yếu tố để có thể tổ chức một cái lễ hội lớn gồm rất nhiều người chơi những cái nhạc cụ đó và tạo thành một cái không khí lễ hội và xác lập kỷ lục tại Việt Nam. Anh chọn múa khèn với 85% và múa chầu là 80%. Lê Lộc thì sao? Nãy giờ em để ý thì ở đây đáp án thường là múa hoặc là hát nó riêng biệt với nhau. Chỉ có đáp án D là múa và chơi nhạc cụ dân tộc là kết hợp với nhau. Then ở trên dân tộc miền núi người ta thường gọi là tiếng hát của trời á. Và đàn tính là cái nhạc cụ dân tộc được làm bằng vỏ bầu hoặc là gỗ vuông.
hát than này để là mong muốn thể hiện cái tình cảm, tâm tư, lời khuyên, lời nhắn nhủ. Để xác lập một kỷ lục thì nó cũng mang nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải là nét văn hóa được duy trì và bảo vệ cho đến ngày nay. Và cái thứ hai là phải có một cái nét gì đó đặc trưng trong cái hát then và đàn tính, đó là sự kết nối cộng đồng làng xã lại với nhau. Cái thứ ba nữa là cái hình thức thể hiện á, là không chỉ hát, không chỉ múa không, ở đây người ta còn hát và thể hiện cái nhạc cụ dân tộc nữa, thì có rất là nhiều yếu tố để có thể xác lập được một kỷ lục của Việt Nam ạ. Bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ em cho 90%. Nghe sự phân tích đến từ hai cố vấn thì các bạn thấy sao? Riêng em thì em thấy hai anh chị có kiến thức rất là sâu. Dạ. Nguyên đêm qua là anh chị thức trắng tới 4 giờ sáng cái Google mà. Thì em cảm thấy như là anh Hoàng Phi không tập trung như đội của em. Có, anh đang nghe, anh đang tập trung đi. Không ạ. Không, thường mấy người nói kiểu là họ nói dốc á. Họ né những cái ánh mắt của người đời lắm. À, nãy anh ảnh phân tích mà ảnh nhìn đội bên kia không ạ. Mà chị làm thì chị phân tích là chị nhìn thẳng em, rất là chiều mến. Wow. Cho nên là em sẽ chọn đội của anh Phi. Cái này nó làm rối luôn á. Đúng rồi, bây giờ mới ăn hai trái pháo đó. Em cũng đồng. Cho anh tập trung với em lại. Trời ơi, không phải đâu em, không phải là tập trung đâu. Ok, tin thì tốt thôi, chúc mừng em. Em ráng sống đúng với cái từ biệt danh của mình nha. Sala nha, Sala chứ không phải là sai lầm. Rồi, bây giờ tỷ lệ cũng có. Mời sự quyết định đến từ hai bạn. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Đây là một loại hình cực kỳ thú vị, mai cũng có thể theo dõi được. Khen là một cái nhạc cụ dân tộc hình chữ L, mọi người vừa thổi vừa nhảy. Đặc trưng trong cái hát then và đàn tính, đó là sự kết nối cộng đồng làng xã lại với nhau. Là không chỉ hát, không chỉ múa không, ở đây người ta còn hát và thể hiện cái nhạc cụ dân tộc nữa. Đội thắng chắc đã chọn đáp án C, đó chính là múa khen. Và đội chắc gì thắng đã chọn đáp án D, hát then đàn tính. Và để xem đâu là đáp án chính xác, xin mời kết quả. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sở thuộc quảng cáo, xin mời. Và tôi phép đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Vừa rồi chúng ta đã có câu hỏi như sau. Trong khuôn khổ chương trình lễ hội Thác Vạn Dốc 2023, tỉnh Cao Bằng đã xác lập kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn nghệ thuật nào? Đội thắng chắc đã chọn đáp án C là múa khen. Và đội chắc chị thắng đã chọn đáp án D, đó chính là hát then đàn tính. Và bây giờ xin mời kết quả của chúng tôi. Và đáp án chính xác đã thuộc về hát hay múa đây ạ? Yeah! Hát then đàn tính. Yeah! Mày yêu. Tuyệt vời. Và như vậy, đáp án D đã mang về cho đội chắc gì thắng thêm 16 triệu đồng. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, tại khu du lịch Thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra chương trình hát then đàn tính năm 2023. Giữa khung cảnh hùng vĩ tại Thác Bản Dốc thì có 1.000 nghệ nhân đã có mặt trong trang phục truyền thống của dân tộc Tây, Nùng, để cùng tạo nên một bản đồng ca diễn hát then đàn tính đậm đà bản sắc dân tộc. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội thắng chắc đang có 8 triệu đồng. Đội chắc chị thắng đang có 22 triệu. Người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Kẻ gây rối, diễn viên Hoàng Phi. Còn câu cuối, câu đó mới nhiều tiền. Không, thật sự là đính chính lại là cái những cái thông tin hồi nãy anh Phi nói á, nó đúng nha. Yeah. Nhưng mà nó không phải ở Thác Bản Dốc thôi, mà nó là ở Thác Nối Dốc. Nối Dốc thôi. Cái thác đó thì anh mới đúng. Mở Google coi kiếm cái Thác Nối Dốc có coi. Có cái Thác Nối Dốc, thác đó anh làm ban chủ. Một thành viên của Thác Nối Dốc vừa mới cho tôi thông tin với các bạn. Anh nói quá trời, người ta tin anh, cuối cùng người ta có được tiền đâu. Tôi phải giữ tiền cho chương trình.
Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi cuối cùng. Nơi nào là một trong năm vùng xanh của thế giới? A. Đảo Icaria, Hy Lạp. B. Đảo Tasmania của Úc. C. Thành phố Reykjavik của Iceland. D. Thành phố Curitiba của Brazil. E. Quốc gia Monaco. Và F. là quốc gia Puerto Rico. Các bạn hiểu vùng xanh là gì không? Vùng xanh là vùng an toàn. Vùng xanh là chỗ đó sẽ trồng rất là nhiều cây xanh. À, dịch theo đúng nghĩa đen luôn ha. Dạ. Vùng xanh. Còn các bạn thì sao hả? Theo em nghĩ á, vùng xanh sẽ là một cái vùng gọi là cái mức độ ô nhiễm không khí nó thấp. Thấp. Dạ. Và xung quanh thì trồng rất là nhiều rừng. Ừ. Độ dân số nó cũng gọi là cũng thưa nữa. Và những cái đáp án ở đây thì em nghĩ là câu C, tại vì em nhớ là em đã từng đọc một cái gì đó về Iceland và Greenland. Cái tên Greenland nhưng mà nó không có xanh, còn cái tên Iceland nhưng mà nó không phải toàn băng, nhưng mà nó là kiểu có rất nhiều cái cây xanh. Anh Phi, Lê Lộc ơi. Dạ. Có ai bắt chép phạt hay gì mà ngồi chép gì? Cái mà Lê Lộc đang nghĩ tới đó là D và B. Thì ở Brazil á, Lê Lộc ấn tượng có một cái chi tiết như vậy. Tại vì hồi xưa Lê Lộc có đọc báo và biết được rằng ở thành phố Curitiba đó, thì người dân ở đây nè, họ lấy rác để mà họ đổi tiền. Bởi vì rác ở đây hình như là rất là nhiều và môi trường của họ giống như là cũng khá là ô nhiễm. À, nói dân giả dễ hiểu là bán ve chai đó. Dạ, để cho người dân có thể tự phân loại rác. Cái điều quan trọng nhất là bảo vệ thiên nhiên, chống ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên ở đây thì cái tình trạng đó thì làm sao có thể gọi là một trong năm vùng xanh được, đúng không ạ? Đúng. Dạ, mà cái mà Lê Lộc nghĩ tới và Lê Lộc đã từng đi đến đó, đó là Úc. Mình thấy là cái không khí ở đây rất là trong lành. Thì mình ở đây có đáp án là đảo Tasmania là một trong những nơi mà có thiên nhiên trong lành nè, thảm thực vật rất là phong phú và đa dạng. Và cái điều quan trọng nhất là Lê Lộc từng được biết một cái chi tiết rất là quan trọng mà Lê Lộc nghĩ đó là tỷ lệ phần trăm cao nhất mà Lê Lộc đánh giá ở đáp án B này. Đó là đảo Tasmania đó được đánh giá là một trong những nơi có chỉ số ô nhiễm môi trường bằng không, được UNESCO công nhận là đạt 7 trên 10 điểm về môi trường. Thành ra đó là những lý do mà Lê Lộc nghĩ là một trong những năm vùng xanh của thế giới. Bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ, 95% ạ. Cho đáp án B. Dạ. Rồi, hỗ trợ thêm cho các bạn luôn là quốc gia Monaco, nơi này thì phát tới rồi. Nó giống như là Singapore vậy đó, diện tích nó rất là nhỏ thôi. Đây là một cái quốc gia là siêu giàu. Cây cối nó ít dữ lắm. Ở đó toàn là pháo đài rồi lâu đài, mấy cái kiểu cổ cổ. Cho nên là giúp các bạn là loại đáp án E luôn. Ai dám loại đáp án E của tôi? Tôi ạ? Không ạ. Tại sao ạ? Tại vì mọi người đang hiểu lầm về vùng xanh trên thế giới. Môi trường và cây xanh và điều kiện thiên nhiên nó chỉ là một phần trong những cái điều kiện của vùng xanh được đo đạt ở đây thôi. Vùng xanh đại diện cho cái nơi mà có số lượng người sống thọ. Thì nếu như xét ở khía cạnh đó, Monaco được so sánh giống như là Dubai của châu Phi vậy đó, về độ giàu có. Và nhất là Monaco là một quốc gia nhỏ, họ có những cái luật lệ riêng, những cái quy tắc riêng để cho những cái người giàu đến đó và hưởng những cái điều xa xỉ nhất và tốt nhất. Phi nghĩ là Monaco hoàn toàn có thể nằm trong danh sách top 5 này. Và quan trọng hơn, điều mà Phi tin nằm trong top 5 nữa đó chính là đảo Icaria của Hy Lạp. Số lượng người sống ở trên đó thọ trên 90 tuổi. Vì cái đời sống của họ rất kỳ cục, họ yêu thích lao động nặng nhọc. Cái chế độ ăn uống của họ cũng cực kỳ thú vị. Họ ăn rất ít thịt, họ dùng sữa dê, phô mai, đậu và thường sẽ là hải sản. Và cái điều kỳ lạ nhất của cái nơi này đó chính là rất nhiều người trên 90 tuổi ra đi, chết đi, không phải vì bệnh. Họ chết vì tuổi già tới mệt quá, thôi đi đây. Và cái chết của họ được đánh giá là một trong những nơi có cái chết an nhàn nhất. Đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất của việc xác định vùng xanh của một cái khu vực nào trên thế giới. Phi dành cho đảo Icaria Hy Lạp 90% và Monaco là 85%. Sao rớt giết rồi? Tín hiệu gì chăng? Sao các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Thì anh Phi lại không nhìn em. Không nhìn đội em.
Đúng không? Là em... Không, em ơi, ảnh không nhìn ai hết trơn á. Không, ảnh nhìn độ bên kia. Không, cái này là em bảo vậy. Ước chịu. Em, cái máy quay của anh là máy này. À. Cái góc đó em nhìn em tưởng là mình. Thật ra anh đang phối hợp kiếm tiền từ nhà đài. Cái team em vẫn thiên về người đẹp. Rồi, chọn anh á. Cái team em vẫn có hướng về chị Lộc thôi. Một hồi trước các bạn không biết, có mấy bạn này nói vậy thôi. Chứ thật sự, có tình ai hết trơn á. Bạn thì sao? Tofu. Em thì cũng muốn chọn anh Phi. Nhưng mà trái tim em lại chọn chị Lộc. Ừ, để coi. Các bạn thì sao? Tim hay là nghe lý trí. Em cũng có đồng quan điểm với đội bên kia là em cũng phân vân hai cái đảo. Tại vì như anh nói là nó là cái môi trường mà có thể bảo vệ động vật. Thì thành phố thì cũng khá là khó để làm việc đó. Ừ. Cẩn thận nha, coi chừng là bốn bạn dắt tay nhau ra đảo luôn đó. Rồi, 10 giây dành cho hai đội chơi đưa ra đáp án, xin mời. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội. Đảo Tasmania đó được đánh giá là một trong những nơi có chỉ số ô nhiễm môi trường bằng không. Đảo Icaria của Hy Lạp, rất nhiều người trên 90 tuổi ra đi, chết đi, không phải vì bệnh. Và cái chết của họ được đánh giá là một trong những nơi có cái chết an nhàn nhất. Lần này thì cả hai đội đã quyết định nắm tay nhau ra đảo Tasmania. Tại vì mình theo kinh nghiệm thực tế thì nó tốt hơn đúng không? Anh Phi anh chưa đi Hy Lạp, trong khi Lê Lộc thì đã qua Úc rồi. Dạ. Nhưng quan trọng là cô ấy vẫn chưa tới cái đảo đó nha. Chắc khiến này mấy bạn đưa ra đảo á. Và để xem đây có phải là đáp án chính xác hay không, xin mời kết quả. Đảo Icaria. Các bạn lên nhầm đảo rồi. Và như vậy đáp án B đã không mang về tiền thưởng trong câu hỏi này dành cho hai đội chơi. Và sau qua 5 câu hỏi thì đội thắng chắc đang có 8 triệu đồng. Chắc chị thắng đang có 22 triệu. Người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Kể gì đó, diễn viên Lê Lộc. Mới tới trung tâm mà chưa có ra đảo. Hiện nay trên thế giới có 5 khu vực được dán nhãn đó là vùng xanh. Thứ nhất là Icaria của Hy Lạp. Thứ hai là Sardinia của Ý. Thứ ba là Okinawa của Nhật Bản. Thứ tư là bán đảo Nicoya của Costa Rica. Thứ năm là giáo hội cơ đốc Phụ Lâm ở Loma Linda, California của Mỹ. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi chương trình. Xin mời các bạn bước lên sân khấu để chào khán giả nhé. Và như vậy là chúng ta đã trải qua những thử thách của chương trình rồi. Nói thử thách vậy thôi chứ thật sự ngoài tiền thưởng ra thì còn có kiến thức mang về nè. Quan trọng là có thêm tiền mang về nữa. Cảm xúc của các bạn như thế nào? Em thấy là rất là bổ ích cho cái kiến thức của mình ngày hôm nay. Thì em cũng rất là tự tin khi mà cái lượng kiến thức của mình nhưng mà không có câu nào đúng hết. có hai câu đúng. Nhưng mà kiến thức của em thì nó cũng có giới hạn nhất định. So với hồi tối em thức tới 4 giờ sáng, em suy nghĩ là hôm nay mình sẽ trả lời chắc cũng phải đem phần thưởng rất là cao về. Hàng chi bữa nay nhìn mà em thiếu ngủ. Phải lúc đêm trước mình ngủ cho nó kỹ ngay, mình tinh thần mình sảng khoái là biết đâu mình thắng rồi. Bạn thì sao? Dạ thì nói chung là cũng có số tiền ít ỏi thì uống trà sữa cũng được. Nhưng mà sau cái chương trình này thì em thấy là em còn cập nhật kiến thức nhiều hơn. Và đặc biệt là học về cách nhìn người. Trời ơi, nó đau. Câu này đau. Bé nó học đối ngoại mà nó nhìn chưa ra cái bản mặt của anh Phi với Lê Lộc nữa. Ráng học đối ngoại quốc tế thôi chứ còn đối ngoại trong xóm đâu có học được. Đối ngoại thôi, quên đối nội. Rồi các bạn thì sao, đội chiến thắng ngày hôm nay? Em nghĩ đội em là đội nguy hiểm rồi. Nhưng mà ai về đâu, bạn em còn nguy hiểm hơn nữa. Nói câu thầm quá. Thì biết sao chứ, chị thì mặc áo trắng, em mặc áo đen. Chị thức đến 4 giờ sáng, của em ngủ sớm lắm.
Cho nên là tinh thần cũng thoải mái. Trời. Nên em thắng đó chị. Rồi. Còn bạn thì sao? Riêng bản thân của em thì em được nạp thêm nhiều kiến thức. Mà em với chị Sala là chơi vui là chính, nhưng mà thắng thì cũng vui hơn. Đúng rồi, thắng thì thắng phải vui chứ, đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn hai đội chơi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với tỷ lệ may mắn. Xin được cảm ơn trang tin showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.